Hello, đây là kênh học vẽ Dung Dăng Dung vẽ. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất file PNG, file PSD và upload lên Drive nha. Đầu tiên các bạn hãy click vào icon layer nằm ở góc trên bên tay phải. Và mình cần phải kiểm tra xem những layer mà mình muốn xuất đã được bật hết lên chưa. Nhiều khi trong quá trình vẽ mình hay có thói quen là ẩn bớt đi một số layer. Thì lúc mà xuất file thì các bạn nhớ hãy kiểm tra thật là kỹ nha. Nếu như bạn muốn xuất file PNG có nền trong suốt thì điều này sẽ rất là quan trọng. Đó chính là mình phải kiểm tra xem tranh của mình có bị lủng lỗ không. Điều này hay xảy ra khi mà tranh của bạn vẽ có sử dụng màu giống như màu của background. Ví dụ như bạn vịt trong bức tranh này của mình là màu trắng và màu nền của mình cũng là màu trắng nên lúc tô bạn vịt mình không biết là mình đã tô hết chưa và phần thân của con vịt này có những điểm nó bị lủng lỗ mấy cái chấm đen trên mặt và thân con vịt chính là những điểm mà mình tô màu thiếu ha phần màu đen đang trùng với màu của nét vẽ nên hơi khó thấy mình có một cái mẹo nhỏ thường mình sẽ tạo một laser màu nền tạm thời trước các bạn có thể chỉnh sang những gam màu pastel hoặc là mình có thể sử dụng bất kỳ màu nào mà bạn thích cũng được ở đây mình chọn màu nền là màu xanh ha sau khi tạo layer màu nền, các bạn có thể kéo thanh màu để chỉnh sang màu khác. Khi đó mình thấy được uh, phần lông của bạn vịt này đã chuyển sang màu hồng và trùng với màu của màu nền, có nghĩa là chỗ này mình đang tô thiếu. Vì vậy mình sẽ sử dụng cọ để tô màu và phần bị thiếu ha. Trước khi tô thì các bạn hãy nhớ chọn đúng layer mà các bạn muốn tô nha. Để phép màu các bạn sử dụng một ngón để chạm vào màn hình và giữ nguyên sau đó mình lựa một cái cọ và mình tô. Rồi sau khi tô xong thì mình kiểm tra lại thêm một lần cuối nữa để chắc chắn là uh, mình đã tô kín bức tranh của mình rồi. Sau đó mình sẽ tiến hành xuất file. Nếu bạn muốn xuất file png trong suốt thì các bạn hãy nhớ tắt đi lớp laser màu nền. Ở thanh bên trái góc trên cùng mình sẽ chọn icon đầu tiên kế bên chữ gallery. Sau đó mình chọn icon thứ ba, icon share. Click vào PNG thì iPad của chúng ta sẽ hiển thị một khung cửa sổ mới. Ở đây mình sẽ lựa chọn nơi mình sẽ lưu trữ file PNG nè. Mình có hai chỗ lưu ha. Cách một là mình sẽ bấm vào chữ Save Image. Khi đó file PNG sẽ được lưu vào thư viện hình ảnh nằm trên iPad. Đó là một My Photos trên iPad. Ở đây khi mở ra thì các bạn sẽ thấy được file ảnh nằm ở chỗ cuối cùng luôn. Sau đó mình có thể click nhẹ vào hình một cái, nếu như nền của hình chuyển sang màu đen thì có nghĩa hình này của bạn đang là PNG nền trong suốt. Rồi, chỗ thứ hai mà mình có thể lưu file PNG đó chính là thư mục My Files trên iPad. Thì các bạn sẽ thao tác tương tự như lúc các bạn lưu file PNG. Nhưng ở cửa sổ này, mình sẽ click vào mục Save to File. Thì ở đây sẽ cảm giác như là mình đang lưu file vào ổ D trên máy tính á thì mình sẽ lựa chọn một cái thư mục mà mình muốn chứa cái file này. Ví dụ như ở đây mình sẽ click vào mục download. Sau đó mình có thể đặt lại tên cho cái file này nếu muốn. Mình có thể gõ một cái tên nào đó. Sau khi mình đã đặt xong tên rồi thì mình sẽ bấm enter. Thì màn hình của chúng ta sẽ hiện là đã export thành công. Sau khi lưu thì file của mình sẽ nằm ở vị trí này, thư mục My File mình click vào để truy cập vào folder ha. Ở đây mình đang ở sẵn trong thư mục download. Nếu đây không phải thư mục bạn lưu file, bạn có thể click vào icon đầu tiên nằm bên tay trái. Thì bạn sẽ thấy được nơi bạn lưu trữ file. Sau khi tìm được folder mong muốn thì bạn click vô thì bạn sẽ thấy được file bạn vừa mới lưu ở trong thư mục. Nhưng file của mình thì đang nằm ở chỗ này. Để xuất file PSD thì các bạn cũng thao tác tương tự. Thay vì chọn PNG thì mình sẽ chọn là PSD. Mình bấm vào chữ Save to Files ở dưới cùng. Tương tự như cách mình lưu PNG. Rồi mình sẽ lặp lại các bước như là chọn folder để lưu, đặt tên lại cho file, sau đó mình bấm nút Save. Lưu xong, file của mình sẽ xuất hiện trong folder My Files. Từ My Files các bạn có thể nhấn nút share để upload file PSD lên Drive hoặc các bạn có thể trực tiếp upload lên Drive từ Procreate bằng cách này, thay vì bấm vào save to files thì mình sẽ bấm vào icon Drive. Ở màn hình này chúng ta sẽ kiểm tra lại tên email, sau đó là nơi lưu. Ví dụ như mặc định ở đây là đang lưu ở thư mục My Drive. Mình click vào để chọn folder mong muốn, sau đó bấm upload. Các bạn nhớ phải bấm upload nha. Rồi, mình đã upload thành công và file của mình đang nằm ở đây, cái đầu tiên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download file này về để mình có thể tiếp tục vẽ trong Procreate ha. Đầu tiên, mình sẽ bấm vào nút ba chấm kế bên tên của file. Sau đó chọn Open in. Mình chờ một tí xíu, sau đó click vào icon Procreate. Màn hình sẽ hiển thị là Sending to Procreate, là đang gửi vào trong app Procreate giúp mình nha. Mở app Procreate lên, file đầu tiên. Đây là file PSD mà mình vừa mới tải từ Drive về. Sau đó các bạn cứ bật Layer lên, sau đó mình cứ vẽ vời thoải mái. Hết. Chúc các bạn thành công! Nếu như bạn gặp khó khăn trong quá trình xuất file hoặc là bạn có thắc mắc nào đó thì các bạn đừng ngừng ngại mà comment ở dưới video này giúp mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như bạn thích content của mình thì các bạn đừng quên hãy nhấn subscribe kênh Dung Văn Dung Vẽ để theo dõi những video mới nhất từ mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.